Em xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh mua xe giá tốt của em Lâm. Em xin chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và lái xe an toàn. Ngày hôm nay trong cái video này, em Lâm sẽ cập nhật đến cho quý anh chị về chương trình giá bán, khuyến mại mới nhất và cam kết là tốt nhất thị trường của dòng xe Toyota Fortuner. Dòng xe 7 chỗ gầm cao của nhà Toyota đang cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như là Ford Everest, Mitsubishi Pajero, Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento. Để từ đó quý anh chị đang quan tâm tìm hiểu sẽ lựa chọn được cái thời điểm xuống tiền mua xe hợp lý nhất. Và trong thời điểm tháng 11 này thì Toyota Fortuner phiên bản 2.4 số tự động máy dầu một cầu đang giảm giá cực sâu lên tới 41 triệu tiền mặt cho quý anh chị mua xe. Đồng thời đại lý bên em sẽ khuyến mại thêm cho khách hàng rất nhiều phụ kiện chính hãng. Vậy để lăn bánh chiếc xe này thì anh chị ở Hà Nội cần bỏ ra số tiền là 1.234.000.000. Ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.211.000.000. Ở các tỉnh Nam Việt Nam thuế là 1.215.000.000 và các tỉnh thành khác sẽ là 1.192.000.000. Em xin nhắc lại là Hà Nội là 1.234.000.000. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 1.211.000.000. Ở các tỉnh 12% thuế là 1.215.000.000 và các tỉnh thành khác sẽ là 1.192.000.000. Đối với anh chị mua xe trả góp thì số tiền tối thiểu cần có khi anh chị mua xe ở Hà Nội là 383.000.000. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 361.000.000. Ở các tỉnh 12% thuế là 364.000.000 và các tỉnh thành khác sẽ là 342. Ở Hà Nội là 383, thành phố Hồ Chí Minh là 361. Ở các tỉnh 12% thuế là 364 và các tỉnh thành khác sẽ là 342.000.000. Sang đến phiên bản Fortuner Legender một cầu, đại lý bên em đang sẵn rất nhiều xe giao ngay với mức chiết khấu lên đến 43 triệu tiền mặt. Tính nhanh chi phí lăn bánh ở Hà Nội là 1.390.000.000. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 1.365.000.000. Các tỉnh 12% thuế là 1.371.000.000 và các tỉnh thành khác sẽ là 1.345.000.000. Hà Nội là 1.390.000.000, thành phố Hồ Chí Minh là 1.365.000.000. Các tỉnh 12% thuế là 1.371.000.000 và các tỉnh thành khác sẽ là 1.345.000.000. Đối với các bác trả góp thì ở Hà Nội sẽ từ 430.000.000. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 405.000.000. Ở các tỉnh áp 12% thuế là 410.000.000 và các tỉnh thành khác là 395.000.000. Hà Nội là 430, thành phố Hồ Chí Minh là 405. Các tỉnh 12% thuế là 410 và các tỉnh thành khác sẽ là 395. Tiếp theo là phiên bản cao cấp nhất Fortuner Legender 2 cầu số tự động, sử dụng động cơ dầu 2.8. Bản này thì bên em đang giảm giá cho các bác là lên tới 45 triệu đồng tiền mặt. Tại kho xe đại lý bên em thì đang có sẵn một xe màu đen và một xe màu trắng giao ngay nha các bác. Sau khi trừ đi khuyến mại thì lăn bánh ở Hà Nội là 1.624.000.000. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 1.595.000.000. Ở các tỉnh 12% thuế là 1.605.000.000 và các tỉnh thành khác sẽ là 1.575.000.000. Hà Nội là 1.624, thành phố Hồ Chí Minh là 1.595, các tỉnh 12% thuế là 1.605 và các tỉnh thành khác là 1.575. Trả góp thì các bác chuẩn bị giúp em ở Hà Nội là 499.000.000. Ở thành phố Hồ Chí Minh là 469, ở tỉnh 12% thuế là 480 và các tỉnh thành khác là 450.000.000. Hà Nội là 499, thành phố Hồ Chí Minh là 469, các tỉnh 12% thuế là 480 và các tỉnh thành khác là 450.000.000. Phiên bản cuối cùng mà em Lâm giới thiệu đến các bác là phiên bản máy xăng 2.7 một cầu số tự động. Bản này thì số lượng xe nhập về ít hơn. Trong tháng 11 này thì đại lý bên em Lâm chỉ về được 2 xe với mức chiết khấu tốt nhất hiện tại là rơi vào khoảng 25.000.000 ạ. Lăn bánh chiếc xe này ở Hà Nội là 1.374.000.000, ở thành phố Hồ Chí Minh là 1.350.000.000, ở các tỉnh 12% thuế là 1.355.000.000, ở các tỉnh thành khác sẽ là 1.330.000.000. Hà Nội là 1.374, thành phố Hồ Chí Minh là 1.350, các tỉnh 12% thuế là 1.355 và các tỉnh thành khác là 1.330.000.000 ạ. Đối với trả góp thì ở Hà Nội sẽ là 423.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh là 399, ở các tỉnh 12% thuế là 404 và các tỉnh thành khác là 379. Hà Nội là 423, thành phố Hồ Chí Minh là 399, tỉnh 12% thuế là 404 và các tỉnh thành khác là 379 nha các bác. Nếu quý anh chị cần em Lâm hỗ trợ và tư vấn thêm thì quý anh chị vui lòng gọi hoặc nhắn tin cho em Lâm theo số hotline ở góc trái bên dưới màn hình. Em Lâm cam kết là sẽ bán xe cho quý anh chị với giá tốt nhất thị trường. Cuối cùng thì em Lâm xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau.